chương một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm nguyệt là đại tiểu thư của tập đoàn trương thị từ nhỏ cô đã được cha mẹ và các anh trai sủng lên tận trời nhưng tính tình của cô không hề kiêu căng mà ngược lại cô là một người thân thiện dễ gần cô đang chuẩn bị đến trường lúc xuống cầu thang thì cô cảm giác có ai đó đang gọi mình sau đó cô cảm thấy choáng váng và bị té xuống cầu thang cô tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng được trang trí theo kiểu cổ trang cạch tiếng mở cửa có một ông lão bước vào tiểu nha đầu ngươi tình rồi sao lam nguyệt ông là ai người đó trả lời ta là thần y minh tuyệt lúc ta đang đi hái thuốc thì thấy tiểu nha đầu ngươi đang hôn mê chỗ dược cốc của ta nên ta mang tiểu nha đầu ngươi về đây chữa trị lam nguyệt thần y dược cốc sao minh tuyệt đúng a à, tiểu nha đầu ngươi là ai tại sao lại rơi xuống hà lam cốc này minh nguyệt ta a à a à, minh tuyệt tiểu nha đầu ngươi àm sao vậy có một luồng ký ức hiện lên trong đầu Lam Nguyệt khiến đầu cô rất đau và cuối cùng cô cũng tiếp thu hết những ký ức xa lạ đóng Nguyệt, ta là Trương Lam Nguyệt, bị người ta hãm hại nên rơi xuống đây, Minh Tuyệt, tiểu nha đầu ngươi đúng là một người may mắn nên mới không mất mạng. Thôi ngươi nghỉ ngơi đi, Lam Nguyệt, đa tạ, sau khi Minh Tuyệt đi ra ngoài cô mới bắt đầu suy nghĩ lại những ký ức xa lạ đó. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.